Ngày 21 tháng 7, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa bắt thêm 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Y Tiêu và Y Ca Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6. Đến nay, toàn bộ 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ. Cụ thể, vào sáng ngày 21 tháng 7, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy bắt thành công 3 đối tượng đang lẫn trốn trên địa bàn huyện Cư Cu Yên, gồm Y Khin Liên, sinh năm 1992, trú xã Hòa Sơn, huyện Karong Bong, Nai Dương, sinh năm 1968, trú buôn Y Ca Lóc, xã Cư Bơn, huyện Karong Búc, và Y Hoang E Ban, sinh năm 1970, trú tại buôn Mắt, thị trấn E Bốc, huyện Cư Mờ Ga. Bộ Công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Chiều ngày 21 tháng 7, đối đáp lại quan điểm của Viện Kiểm soát buộc tội mình lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 đô la Mỹ, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra cho rằng cáo buộc đó không có căn cứ. Ngoài ra, Hưng cũng cho rằng cơ quan điều tra đang bỏ lọt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Anh Nguyễn Anh Tuấn có nói rằng tâm phục khẩu phục với kết quả điều tra và cáo trạng. Vậy có một điều bất thường ở đây, anh Tuấn trình bày rằng đã đưa toàn bộ số tiền 1,45 triệu đô la Mỹ cho bị cáo, nhưng kết luận điều tra và cáo trạng cáo buộc bị cáo nhận 800.000 đô la Mỹ. Như vậy anh Tuấn đã mất đi một số tiền rất lớn, hay nói cách khác, anh Tuấn phải chịu trách nhiệm với số tiền rất lớn đó. Vậy tại sao anh Tuấn vẫn tâm phục khẩu phục? Anh Tuấn phải kêu oan, phải yêu cầu chứ? Hưng đặt câu hỏi và cho biết điều này chứng minh rằng bị cáo Tuấn chỉ được chứ không mất gì trong vụ án. Hoàng Văn Hưng còn cho rằng khi cơ quan điều tra kết luận và cáo trạng cáo buộc bị cáo nhận 800.000 đô la Mỹ thì bị cáo Tuấn cùng gia đình nhanh chóng nộp lại số tiền. Bị cáo Hưng tiếp tục đặt câu hỏi mục đích để làm gì. Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nói tiếp, cho tới ngày 20 tháng 7, bị cáo Tuấn đã 3 lần thay đổi lời khai. Do đó Hưng cho rằng Viện Kiểm sát không thể căn cứ vào lời khai của Tuấn để buộc tội mình được. Đối đáp lại với những quan điểm của Hưng, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cho rằng Hưng làm về pháp luật mà cảm giác không hiểu luật. Bị cáo Tuấn cho rằng số tiền nộp khắc phục 1,45 triệu đô la Mỹ mà gia đình bị cáo nộp là thấy bản thân có lỗi trong vụ án, chứ không phải đây là số tiền bị cáo nhận của các bị cáo khác mà phải nộp lại. Bị cáo Tuấn cho rằng Hưng tố bị cáo lừa đảo là cố tình đánh tráo khái niệm. Ngày 21 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Đình Dương Kha, 43 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Qua điều tra, trong thời gian làm công chức địa chính phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Kha cố tình làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc đất đai đối với khu đất 2.375m2 tại khối phố Đa Phước, tiếp tay cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Vinh, 69 tuổi, và Nguyễn Thị Thùy Hương, 63 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân dệt Đa Phước, giả mạo hồ sơ, biến khu đất được nhà nước cho thuê để mở xưởng sản xuất, thành đất do gia đình ông Vinh tự khai hoang. Ngoài Phùng Đình Dương Kha còn có Lê Thanh Châu, 67 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh cũ, cũng cố tình tiếp tay cho vợ chồng ông Vinh. Cụ thể, năm 2015, khi phường Hòa Khánh đã chia tách, Châu không còn là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, nhưng vẫn ký xác nhận các đơn, giấy tờ, tiếp tay cho Vinh lừa đảo. Ngày 19 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hữu Vinh 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Nguyễn Thị Thùy Hương 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lê Thanh Châu 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Chiều ngày 21 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi nhận hối lộ để giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Lương Nhân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Nguyễn Đình Cảnh, Phó trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can về hành vi đưa hối lộ để được cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thọ, đại diện văn phòng giao dịch công ty luật trách nhiệm hữu hạn Vicco, Phạm Quang Hậu, cộng tác viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Vicco,
và Nguyễn Thị Ngọc, chuyên viên phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Việc khởi tố bắt tạm giam những người trên là diễn biến mới khi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An và một số tỉnh, thành phố khác. Ngày 21 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phối hợp Công an thành phố Vũng Tàu và Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của một sản phụ sinh năm 1991, ngụ tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, sáng ngày 20 tháng 7, sản phụ này nhập viện tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu với thai thuận 40 tuần 2 ngày và có dấu hiệu chuyển dạ sinh. Đến chiều cùng ngày, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 3,6kg và được dùng thuốc tăng co, tê tại chỗ khâu vết rách tầng sinh môn, tiếp tục theo dõi tại phòng sinh của khoa sản. Tuy nhiên, khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau sinh, sản phụ xuất hiện tình trạng sốc và được hồi sức bằng truyền dịch, adrenaline, lipofundin, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, cắt tử cung bán phần. Các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp cấp cứu bệnh nhân, nhưng không hiệu quả và sản phụ tử vong lúc rạng sáng nay ngày 21 tháng 7. Chẩn đoán nguyên nhân tử vong, sản phụ bị sốc mất máu không hồi phục, hậu phẫu ngày 1 cắt tử cung do đờ tử cung, băng huyết sau sinh và toan chuyển hóa nặng, rối loạn đông máu. Chiều ngày 21 tháng 7, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể một trong ba cháu nhỏ mất tích trên sông Lam. Trước đó, trưa ngày 20 tháng 7, hai anh em 17 tuổi và 11 tuổi cùng cháu D 11 tuổi cùng trú thôn 2 xã Thạch Sơn rủ nhau đạp xe đi chơi. Đến chiều cùng ngày, vì không thấy ba cháu về nên người thân đi tìm. Khi đến khu vực gần bến đò xã Thạch Sơn bên sông Lam thì phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các cháu trên bờ. Đến sáng nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể cháu D và đang nỗ lực tìm hai cháu còn lại.